Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Trước khi vào video thì Ship muốn khoe cho các bạn cái này. 1, 2, 3. Ta-da. Như các bạn cũng thấy thì đây là một cái iPad. Và cái iPad này là Crush của Ship mới tặng Ship các bạn. Crush của Ship mới tặng Ship cái iPad các bạn. Trời nó to quá. Để Ship có thể câu cá không bị giật lắc các bạn. Cũng là quà sinh nhật sớm của Ship các bạn. Sinh nhật của Ship là 11 tháng 11. Nay tháng 10 thì Crush của Ship tặng rồi. Nói chung là hơi bị VIP rồi luôn á các bạn. Ghê thiệt. iPad này là iPad 2021 luôn á, là mới ra năm nay các bạn. Mới ra được cỡ mấy tháng, Ship cũng biết nữa. Ship thấy ok. Chúng ta câu cá không bị giật lắc nhưng mà vẫn đứt dây nha các bạn. Nói chung là cảm ơn Crush rất nhiều vì đã đầu tư cho Ship một cái iPad để Ship có thể vừa chơi game, vừa vẽ vời, vừa xem phim, bla 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 bla. Nói chung là nhiều lắm. Ô, Ship đang chở Crush đi bán cá các bạn. Bán cá để có nhiều tiền hơn. Ok. Crush Ship cũng đi bán cá luôn. Wow, quá trời cá luôn các bạn. 2.000 bao nhiêu nữa? 1.900 các bạn. 3 lần bán rồi nè. Ok, 4 lần bán các bạn. 4 lần bán được 20.700. 5 lần bán 6 lần bán. Ui, bán 6 lần rồi. 7 lần bán các bạn. Ok, lần thứ 8. Trời ơi, Ship câu quá trời cá để dành bán các bạn. Được 38.000 rồi kìa. Bán con cá này nữa là được 39.000. 39.000 tiền sao? Crush ơi, Crush đủ tiền mua nhà hả? Ok, vậy Ship khỏi cho mượn tiền đúng không? Okay. Vậy Ship về cho Crush đi mua nhà nha. Bye bye. Ship về ngủ các bạn. Để Crush đi đi mua nhà. Ship cũng đang suy nghĩ là không biết tặng Crush gì. Tặng gì cho Crush? Tặng nội thất gì cho Crush các bạn? Đáng suy ngẫm. Ủa Crush sao vậy? Ủa sao không đi mua nhà sao vậy? Sao vậy Crush? What happened Crush? Sao? Bởi vì nói Ship nghe. Em làm rơi mất tiền mua nhà. Ủa là sao? Sao làm rớt tiền được? Trời ơi, xui vậy trời. Tìm khắp nơi cũng không có hả? Rồi sao bây giờ? Thôi vậy đi, Ship có 39.000, Ship sẽ cho Crush mượn mua nhà. 39.000 thì đủ mua nhà 21k à. Em tính mua nhà có bể cá hả? Trời ơi, nhà của Ship tới 54k lận á. Ship không có đủ tiền. Nhưng mà Crush mượn đỡ 39k được không? Được rồi, Ship sẽ cho Crush mượn. Mua nhà nhỏ tí cũng được, không sao. Ok, mua nhà nhỏ tí cũng được. Nếu mà Ship nói thiệt mà. Ship không có đòi nợ đâu, yên tâm. Chừng nào Crush có thì hẳn trả. Đói bụng hả? Ship có đùi gà nè. Crush ăn đi Crush. Đùi gà nè. Ngon lắm. Ship mới nấu á. Ship mới làm cái đùi gà cho Crush luôn á. Ngon không? Ship nấu á. Ship mới chiên á. Ok, bây giờ mình đi coi nhà 21k nha Crush. Ok, đi thôi. Đó, đây chính là ngôi nhà 21k nè. Mua ngôi nhà này cũng được Crush. Ok. Vậy Ship cho Crush mượn tiền mua nhà. Crush mua đi rồi tí Ship qua nha. Ok, bye bye Crush. Crush mua xong rồi nè các bạn. Đâu. Ghê. Đẹp quá trời đẹp luôn. Crush ra đây đứng chụp hình với Crush. Crush. Ok. Đẹp ơi. Quá đẹp. Trời. Trời, có cái thác nước, có cái hồ bơi luôn. Đây là một cái phòng. Phòng thú cưng các bạn. Đây là một cái phòng trống rồi, phòng trống. Ui. Cá voi đầu trắng với cá voi sắc khủ kìa. Wow, cá heo dương miệng, cá ngừ dương miệng luôn. Cá nóc dương miệng, cá hải tượng các bạn. Đây là chỗ uống nước nè. Cá sấu kìa. Ủa, phòng ngủ dễ thương quá. Cái giường này của ai vậy? Giường của Ship hả? Vậy không được cho ai ngủ á nha. Đây là giường của Ship trong nhà Crush á. Ship cho Crush mượn tiền mua nhà. Chứ nội thất là Crush mua hết đó các bạn. Giàu ghê.
Ok, bữa nào cúp điện qua nhà Crush ngủ. Ok. Quá dữ, quá dữ. Ở đây chưa trang trí gì nhiều, có hồ cá với lại mấy cây. Có con rùa nè, bạn con rùa nè. Cá hổ, cá lóc. Ship câu nha, ship câu trong cái hồ này nha Crush. Bây giờ ship ngồi câu thử coi có con cá sấu nào. Quá là đẹp luôn á. Quá đẹp, quá đẹp. Ok, gũ đông đông cho vui. Ship có duyên với con cá chó kìa bạn. Lúc nào cũng câu cá chó hết trơn á. Ủa cá chó nữa nè. Cá chép. Bóng ba auto cá ứ gì vậy? Hỏa tiết hả? Hú cưng có hỏa tiết. Ok. Sâu lông lên 4 năm các bạn. Ôi chắc chắn là cá sấu luôn. Rồi xong hụt luôn. Sâu luôn. Hụt 4 năm rồi các bạn. Ok. Và các bạn nhớ cho ship một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sâu lông kiểu trầm cảm luôn các bạn. Cá lồng Dương Miện luôn, gửi chúa. Trời ơi, hồ này có vẻ may mắn các bạn. Hồ nhà Crush có vẻ may mắn nè. Bạn Si mặc đồ y chang ship luôn các bạn. Lâu lâu ship tưởng là ship á. Ui cá đằng đào. Quá dữ. Chắc hết cá sấu rồi các bạn. Câu tí nữa ra ngoài câu. Cá ngọt không à. Cá ngọt với cá tới là nhiều cá chép nữa. Ship biết ngay là ra thuyền sẽ rất là đông mà các bạn. Và sẽ rất là lắc luôn á. Crush lên. Ok lên cá cam các bạn. Bây giờ chúng ta phải câu cá để dành tiền mua thêm nội thất. Tại vì nhà ship ít nội thất quá các bạn. Đông quá, lắc quá. Ok. Ship thường chơi Play Together cỡ buổi trưa các bạn. Buổi trưa với buổi tối là nhiều. Nên các bạn chơi hai buổi đó có thể gặp ship. Ốc anh Vũ. Ship câu cũng nhiều ốc anh Vũ lắm rồi các bạn. Thôi hôm nay câu tới đây thôi. Chở Crush về nhà mới nè. Hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi. Ok đậu xe đây nha Crush. Hình như ship bốc mùi rồi kìa. Cho ship ngủ ở đây nha. Ngủ ở nhà buồn lắm. Nha. Ok nha. Crush. Ok. Cảm ơn Crush. Khai trương nhà mới. Không có sao hết. Để dành tiền mua thêm nhà tắm nữa. Bồn rửa mặt nữa. Tắt đèn đi ngủ thôi. Ok, bật đèn lên các bạn. Bật cái đèn này lên. Ở đây có đèn tổ ong nữa nè, bật lên luôn các bạn. Ok, quá đẹp quá đẹp. Ngủ thôi. Chúc Crush ngủ ngon. Good night Crush. Ship bốc mùi chưa đi tắm nữa. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của ship. Nếu các bạn thích những video của ship thì hãy nhớ nhấn chuông đăng ký kênh cũng như like và share để giúp kênh ship đạt được 1 triệu sub. Tạm biệt các bạn và hẹn lại các bạn ở những video sau. Bye bye.